Lộ diện hai đội bóng V-League muốn chiêu mộ ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai kèm phí lót tay khủng. Được biết, hai đại gia V-League đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Tuấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai kèm theo khoản phí lót tay hấp dẫn. Tiểu thủ công nghiệp bóng đá Việt Nam chính thức mở của từ ngày 1 tháng 9. Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhận được sự quan tâm lớn từ các đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh ở V-League. Nổi bật nhất trong số đó là câu lạc bộ Bình Dương và Công an Hà Nội. Được biết, cả hai đội bóng này sẵn sàng để Tuấn Anh hưởng mức lương từ 60 đến 70 triệu đồng trên tháng, kèm phí lót tay không dưới 5 tỷ đồng trên năm. Dẫu vậy, khả năng tiền vệ gốc Thái Bình chia tay đội bóng phố núi ở thời điểm hiện tại là không cao. Nói vậy là bởi Tuấn Anh đã ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2025, nhưng anh được cho là có thể tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp. Bầu Đức được cho là không muốn để Tuấn Anh ra đi. Ông bầu gốc Bình Định muốn anh tiếp tục ở lại để dìu dắt lứa đàn em. Nếu tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Pleiku, tiền vệ quê Thái Bình chắc chắn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi về lương, thưởng hay lót tay. Thực tế, các cầu thủ như Hữu Tuấn, Hồng Duy, Văn Toàn hay Văn Thanh chỉ khi rời Hoàng Anh Gia Lai mới được nhận những khoản lương, thưởng, lót tay hậu hĩnh. Theo kế hoạch, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tập trung trở lại trong ít ngày tới và dự kiến có chuyến tập huấn tại Thái Lan trước thềm V-League 2023-2024. Hiện tiền vệ sinh năm 1995 vẫn đang tiếp tục đàm phán với ban lãnh đạo và đôi bên chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trong nỗ lực cạnh tranh danh hiệu vô địch, đội bóng phố núi dự kiến sẽ bổ sung ngoại binh, với gương mặt được nhắm đến là chân sút người Mỹ Victor Mansaray, đồng thời cân nhắc thử việc tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson.